Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hình ảnh người phụ nữ Hưng Yên trong thời đại 4.0. Khuyến khích trẻ em làm quen với tiếng Anh sớm. Hải Dương đảm bảo an ninh trật tự thông qua thiết bị camera giám sát. Huyện Lương Tài nhiều mô hình nông dân ứng dụng công nghệ cao. Thưa quý vị và các bạn, xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước, người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Hưng Yên nói riêng có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ là người vợ, người mẹ giữ gìn hạnh phúc gia đình mà còn là những người lao động sáng tạo. Trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, không thể phủ nhận sự đóng góp của chị em phụ nữ trong các lĩnh vực, góp phần tác động tích cực đến nhiều mặt đời sống xã hội. Gắn bó với nghề trồng hoa nhiều năm, nhận thấy thị trường tiêu thụ cây hoa giống tại địa phương có nhiều tiềm năng, nên chị Phạm Thị Thanh ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ đầu tư phòng nuôi cây mô với kinh phí trên 2 tỷ đồng để sản xuất cây giống hoa đồng tiền, địa lan và lan đai châu, cung ứng cho bà con địa phương và các nơi trên khắp cả nước. Hiện trung bình mỗi năm, chị cung cấp ra thị trường 20 vạn cây hoa giống, đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm. Đầu tiên là về cái công nghệ nó khoa học là rất là khó. Và cái thứ hai là yếu tố con người để mình được đến ngày hôm nay. Mình phải tìm tòi và mình học hỏi rất là nhiều mới bắt nhịp được cái khoa học của bây giờ. Phụ nữ hiện chiếm 48% lực lượng lao động của tỉnh. Trước sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động trẻ em phát huy truyền thống thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo và bản lĩnh trong mọi lĩnh vực. Và lĩnh vực nào cũng xuất hiện những tấm gương điển hình. Các chị không chỉ giỏi tiếp cận ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mà còn là những lãnh đạo, nhà khoa học, bác sĩ, giáo viên, nghệ nhân xuất sắc có đóng góp tích cực cho xã hội. Trong đó phải kể đến những tấm gương tiêu biểu như cô giáo Trần Thị Thúy, trường Trung học phổ thông Đức Hợp, bà Phạm Thị Phương Hoa, tổng giám đốc công ty cổ phần May Hưng Yên, bác sĩ bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên Vũ Thị Nguyệt hay bà Nguyễn Thị Đông, tổng giám đốc công ty cổ phần Hoa Lan. Ngày xưa chúng tôi làm ấy thì chúng tôi phải tìm thông tin rất khó, mà đa số là phải dựa vào các cái tài liệu. Trong cái thời đại 4.0, muốn tìm hiểu điều gì thì chúng tôi đã có mạng, nhưng tất nhiên là chúng tôi phải sàng lọc, nhưng mà thực sự mà nói là đã làm rất nhanh. Với một đồng chí lãnh đạo ở một cái cơ sở thì khi cũng bắt đầu nhận nhiệm vụ, và bản thân tôi thì cũng rất là băn khoăn với lý do rằng là lại là một lãnh đạo của chính quyền, cần phải có sự mạnh mẽ trong tất cả các cái công việc liên quan đến nhiệm vụ chính quyền địa phương. Thế và tôi nghĩ rằng là ở bất kỳ một cái nhiệm vụ gì, chị em phụ nữ nên nhưng có sự cố gắng và giúp đỡ của gia đình cũng như là đồng nghiệp thì chúng ta cũng sẽ hoàn thành tốt được các cái công việc của mình. Để nâng cao cái vai trò của người phụ nữ trong cái thời đại về công nghệ 4.0 ấy, đối với bản thân người phụ nữ là cần phải nỗ lực cố gắng trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức, những cái kỹ năng cần thiết, đồng hành với các chị là luôn có các tổ chức hội của chúng tôi thì đã và đang có những cái hoạt động để hỗ trợ chị em. Bên cạnh đó thì rất cần cái sự mà quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền về những cái cơ chế, chính sách để cho hỗ trợ chị em, cho chị em có cơ hội phát triển và trưởng thành. Trong xã hội hiện đại, phụ nữ Hưng Yên không ngừng học tập, hăng hái thi đua, khẳng định vai trò vị thế của mình, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Dù ở cương vị nào, người phụ nữ hiện đại vẫn luôn là những người thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, là người giữ lửa cho hạnh phúc gia đình. Với xã hội hiện đại, xu thế hòa nhập quốc tế, tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng. Việc cho trẻ em làm quen với ngôn ngữ mới trong độ tuổi từ 3 đến 7 tuổi được cho là thích hợp. Cho trẻ làm quen với tiếng Anh sớm đang là xu thế của nhiều phụ huynh. Nếu như trước đây, học sinh đến năm lớp 3 bậc tiểu học mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh, thì hiện tại các bậc phụ huynh đã có nhận thức cho con em làm quen với một ngoại ngữ mới ngoài tiếng mẹ đẻ từ sớm. Với những gia đình điều kiện kinh tế khá giả, việc cho trẻ tham gia các khóa học tại trung tâm Anh ngữ, nhất là vào dịp nghỉ hè, đã không còn là chuyện xa lạ. Tôi có hai cháu, một cháu thì năm nay 7 tuổi, một cháu 30 tháng. Thì tôi cũng có ý định và cũng đã cho con tiếp xúc với tiếng Anh từ rất là sớm. Cũng mong muốn là các bạn ấy tiếp cận được sớm hơn, và cái lý do mà mình cho con tiếp cận với tiếng Anh sớm thì mình nghĩ rằng là trẻ, nhất là trẻ dưới 6 tuổi,
thì cái khả năng nhận thức nó rất là tốt. Thế là mình nên cho con tiếp cận sớm thì khi các bạn học sẽ nhanh hơn, phát âm được chuẩn hơn nếu mà tiếp cận sớm. Thực tế cho thấy, trẻ nhỏ có thể cùng lúc tiếp thu nhiều hơn một ngoại ngữ là việc rất tự nhiên, bản năng. Theo các nhà nghiên cứu, ở giai đoạn này, trẻ có những đặc điểm lợi thế trong việc làm quen và học ngoại ngữ mà ở người trưởng thành không có được. Đó chính là khả năng nghe, bắt chước và khả năng ghi nhớ rất tốt. Tôi nghĩ trẻ em tiếp thu thêm ngôn ngữ mới từ 3 đến 7 tuổi là tốt nhất. Khả năng nghe chính xác âm, khả năng nói bắt chước và khả năng nhận thức thông qua các hoạt động giao tiếp vui chơi. Việc cho trẻ làm quen sớm với tiếng Anh là điều tốt. Nhưng các bậc phụ huynh nên tập cho trẻ cách dùng tốt cả hai ngôn ngữ, không hình thành những thói quen làm mất khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Việt. Phòng Tư pháp huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống bạo lực học đường cho giáo viên và học sinh của trường trung học cơ sở Hưng Công. Giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở Hưng Công đã được phổ biến các quy định của luật giao thông đường bộ, các biển chỉ dẫn giao thông, quy định về độ tuổi, quy định về xử phạt hành chính khi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là khi lưu thông bằng xe máy điện, xe đạp điện, xe gắn máy. Cũng tại buổi tuyên truyền, giáo viên học sinh nhà trường đã được tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, những tác hại cách phòng chống bạo lực học đường. Buổi tuyên truyền giúp giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở xã Hưng Công hiểu được nguyên nhân và hậu quả do vi phạm an toàn giao thông, bạo lực học đường, từ đó điều chỉnh hành vi, cách ứng xử theo chuẩn mực đạo đức lối sống, không ngừng nỗ lực dạy tốt học tốt, giành nhiều thành tích trong năm học. Thưa quý vị và các bạn, đến với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, di tích danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng phải đi qua quốc lộ 4C, trong đó có đoạn từ thành phố Hà Giang qua 4 huyện vùng cao là Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Với chiều dài gần 200 km mang tên Con đường Hạnh phúc. Nhưng có lẽ ít người biết về lịch sử khai thông tuyến đường này được khởi công vào mùng 10 tháng 9 năm 1959, đến đích huyện Mèo Vạc vào ngày 20 tháng 3 năm 1965. Sau 6 năm thi công với hơn 2 triệu ngày công, đào đắp 2,8 triệu mét khối đất đá, làm 42 cây cầu, 400 cống, 14 người đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Những năm 60 trở về trước, để đến được 4 huyện vùng cao của Hà Giang, chỉ có đường mòn đủ để người và ngựa men theo sườn vách núi đá. Phía sau cổng trời Quản Bạ, hơn 8 vạn đồng bào phải chịu cảnh nghèo đói lạc hậu, sống tách biệt với bên ngoài. Chính vì lẽ đó, năm 1959, Trung ương Đảng và Bác Hồ quyết định giao cho khu tự trị Việt Bắc mở một con đường dài 184 km từ thị xã Hà Giang lên Đồng Văn qua đỉnh Mã Pì Lèng sang Mèo Vạc. Lúc bấy giờ chỉ có đường mòn, muối, dầu, thực phẩm và lương thực muốn vận chuyển mang lên cao nguyên đá Đồng Văn là phải dùng con ngựa để thổ. Để hoàn thành con đường lịch sử này đã phải huy động một lực lượng lớn thanh niên xung phong của 6 tỉnh phía Bắc gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang và 2 tỉnh dưới xuôi là Nam Định, Hải Dương. Tổng ngày công mở đường là 2.246.321 ngày công, trong đó trên 1,2 triệu ngày công là do thanh niên xung phong, còn lại là lực lượng dân công. Thế thế của thanh niên lúc bấy này là thi đua với miền Nam, chống Mỹ, cái khí thế của thanh niên cũng thấy nó sôi nổi, nó hừng hực. Đường mở càng lên cao, đi xa thì càng vất vả. Mỗi người vào buổi sáng được phát một can nước ấy vừa dùng để đánh răng rửa mặt, xong còn lấy nước đó để đổ lỗ tròng. Lỗ được đục bằng cây tròng trên những tảng đá để phá đá. Cơm thì ăn không có rau tươi, mà toàn là cá khô, cá mắm với cái óc và trí tuệ của thanh niên xung phong. Mà thi công con đường này là chỉ bằng cái dụng cụ thô sơ. Đoạn cuối con đường phải khơi thông từ Đồng Văn sang Mèo Vạc cũng là đoạn đường gian nan nhất. 30 thanh niên trong đội dũng cảm thi công đoạn đèo Mã Pì Lèng đã phải treo mình trên vách đá để đục lỗ tròng, phá từng tấc đá để mở đường trong 11 tháng. Nhà thơ Xuân Diệu nói rằng, 9 tháng treo thân vặt núi ngang trời, khát cháy cổ nhường nhau từng ngụm nước, nắm cơm nào từ trăm thước câu lên. Anh em sáng ra neo từ, leo dây lên trên các vách đá và khóa mình vào đó, và bám vào đá để đục tròn. Con đường Hạnh phúc Hà Giang như vậy, cái tầm nhìn chiến lược như vậy thì chúng ta biết là nó có ý nghĩa chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng.
Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến với Hà Giang ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là đến với các địa danh như cao nguyên đá Đồng Văn, di tích danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng. Năm 2018, lượng khách đến Hà Giang đạt trên 1 triệu lượt người, thu từ du lịch và dịch vụ du lịch đạt gần 1.000 tỷ đồng. Trước sự đổi thay của đồng bào bốn huyện vùng cao, khó ai có thể tin rằng những dụng cụ thô sơ khi xưa mà lớp thanh niên xung phong năm xưa có thể làm nên con đường huyền thoại. Việc sử dụng các thiết bị ghi hình để giám sát an ninh, đặc biệt là ở các vị trí công cộng, đang được nhiều cơ quan, đơn vị quản lý áp dụng và bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Mới đây, tại khu dân cư 11, phường Quang Trung là khu dân cư đầu tiên trên địa bàn thành phố Hải Dương đưa hệ thống camera giám sát an ninh vào sử dụng. Trên toàn địa bàn thành phố Hải Dương hiện có hơn 300 camera giám sát an ninh và trật tự đô thị tại các tuyến phố chính như Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Lê Thanh Nghị. Các camera này chuyển dữ liệu về máy điều hành trung tâm đặt tại Ủy ban nhân dân thành phố để cơ quan chức năng theo dõi xử lý các trường hợp vi phạm. Riêng với hệ thống camera tại khu dân cư 11 phường Quang Trung, mọi người dân trong khu đều có thể quan sát, giúp nhau giữ gìn an ninh trật tự chung của khu phố. Đồng thời, cơ quan chuyên môn cũng có thể trích xuất hình ảnh, kịp thời xử lý vụ việc, giúp công tác đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả hơn. Chúng tôi hiểu rõ cái vấn đề vai trò của nó trước và sau. Chính vì thế mà chúng tôi đưa ra sản phẩm này, sau này có thể cơ quan quản lý nhà nước có thể sử dụng nó vào trong những cái lĩnh vực an ninh cho khu vực phường, thành phố và tỉnh. Thì cái này thì bên an ninh có thể gặp gỡ anh em công ty Việt ta, chúng tôi sẽ cung cấp cái công cụ để có thể kết nối trực tiếp, trực tuyến với lại hệ thống an ninh quốc gia. Phát huy cái tính năng, cái hiệu quả nó như thế nào để nó trở thành một cái phương thức để mà quản lý xã hội, một cái công cụ để mà rất là hữu ích trong cái việc bảo đảm được an ninh trật tự an toàn xã hội. Thì tôi cho đây là một câu hỏi rất lớn, mà cái này nó không phải là của chuyên môn nữa, mà cái này cần phải có toàn dân với ý thức, với kiến thức của mình để giúp cho cái việc phát huy cái hiệu quả, cái tính năng của cái camera an ninh này. Hệ thống camera giám sát an ninh không chỉ giúp người dân yên tâm mà còn giúp các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, xử lý những nguy cơ mất an ninh trật tự, góp phần triển khai có hiệu quả đề án xây dựng làng, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Do giá trị kinh tế cao mà những năm gần đây diện tích cây trồng dược liệu không ngừng được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình. Tổng diện tích cây dược liệu trên toàn tỉnh năm 2018 đạt 213 ha, tăng 2,7 ha so với năm 2017, với một số cây trồng chính là trạch tả, đinh lăng, nghệ, bạch chỉ, bạch chuột. Diện tích được sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa như nghệ ở xã Khánh Công, Yên Khánh, xã Yên Sơn, Tam Điệp, trạch tả ở xã Khánh Thủy, Yên Khánh, đinh lăng ở xã Gia Lâm, Nho Quan, xã Xuân Thiện, Kim Sơn, bạch chỉ ở xã Chính Tâm, Kim Sơn. Tổng sản lượng từ cây dược liệu năm 2018 đạt gần 1.400 tấn, giá trị trên diện tích đất canh tác đạt 438 triệu đồng một hecta. Đối với những địa phương có thổ nhưỡng phù hợp với trồng cây dược liệu, chính quyền các cấp tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện về giống, vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con tiến hành sản xuất với quy mô lớn, phát triển theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng. Đồng thời, mỗi địa phương cần chủ động trong việc tìm kiếm đối tác là các công ty, doanh nghiệp, để ký kết bao tiêu sản phẩm, đảm bảo ổn định đầu ra để bà con yên tâm sản xuất, tăng nguồn thu nhập. Hội nông dân tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phân bón Phượng Hoàng có trụ sở tại tỉnh Bình Dương, tổ chức hội nghị kết nối hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản. Dự hội nghị có đại diện một số nhà thu mua sản phẩm nông nghiệp, đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp Thùy Mến tại tỉnh Hải Dương, hợp tác xã cam Quảng Châu, thành phố Hưng Yên và một số hộ nông dân tiêu biểu trồng cam của phường Lam Sơn. Tham gia hội nghị có đại diện các doanh nghiệp cung ứng phân bón, nhà đầu tư, các đầu mối thu mua nông sản và hơn 100 hội viên nông dân của hợp tác xã cam Quảng Châu, các hộ trồng cam của phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên và hội viên nông dân xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi. Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp kỹ thuật về việc sử dụng phân bón trên cây trồng, các tiêu chí đánh giá về chất lượng, mẫu mã, đặc biệt là năng lực tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp thu mua, phương thức giao hàng, thanh toán. Qua hội nghị này, kỳ vọng kết nối thành chuỗi từ khâu sản xuất, phân phối đến tiêu thụ nông sản để các bên cùng có lợi.
Thưa quý vị và các bạn, với gần 20.000 hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh không chỉ là nơi tập hợp sinh hoạt của đông đảo nông dân trên địa bàn, mà còn thể hiện vai trò dẫn đường, tạo động lực, giúp hội viên đổi mới tư duy, mạnh dạn làm giàu ngay trên vùng đất quê hương. Nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị canh tác, tạo việc làm, bao tiêu nông sản cho bà con. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một hội viên nông dân trẻ nổi bật của xã Minh Tân, chị Nguyễn Thị Trâm từng tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải, từ bỏ nhiều công việc tốt, chị Trâm trở về quê chồng khởi nghiệp với mô hình trồng măng tây xanh. Khi tạo dựng được uy tín, chị thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực nông sản với diện tích sản xuất là 5 hectare tại địa phương. Chị còn mạnh dạn liên kết với các chủ trang trại, hợp tác xã để tạo thành vùng chuyên canh rau cung cấp cho hai siêu thị lớn là siêu thị Vivimark và Vinmark Hà Nội, Hải Dương. Công ty cũng đầu tư xưởng sơ chế kho lạnh làm nơi tập kết, sơ chế đóng gói sản phẩm và đặc biệt lắp đặt hệ thống quản lý cho toàn bộ trang trại, tạo việc làm thường xuyên cho 30 đến 40 lao động. Doanh thu đạt hơn 5 tỷ đồng một năm. Xác định hướng đi mới, công ty đang triển khai dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 5.000 m2 nhà kính và xây dựng khu xưởng sơ chế đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Doanh nghiệp chúng tôi đang xây dựng nhà kính diện tích vào khoảng 5.000 m2 và nhà lưới là khoảng 7.000 m2. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang xin trình dự án để phê duyệt một dự án về sơ chế chế biến nông sản rau củ quả tại địa phương. Và hiện tại cái mong muốn của chúng tôi là thu hoạch được nhiều sản phẩm hơn cho bà con và chuyển sang cái mảng sơ chế cái mặt hàng cà rốt sấy để tạo cái nguồn thu nhập cao hơn nữa cho tại địa phương. Bám sát chủ trương chính sách của tỉnh cũng như của huyện Lương Tài, thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã vận động cán bộ hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, có giá trị kinh tế cao, xây dựng mô hình sản xuất chuyên canh. Toàn huyện đã chuyển đổi được 183 ha trồng lúa sang sản xuất rau màu, hoa, cây dược liệu, cây ăn quả. Lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh với 705 lồng nuôi cá trên sông Thái Bình, hình thành 19 trang trại chăn nuôi áp dụng công nghệ bioga phủ bạt, chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường. Quan trọng hơn, các mô hình nông dân làm kinh tế khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương góp phần đưa giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác của huyện đạt bình quân 171 triệu đồng 1 hectare một năm. Chúng tôi liên kết với trung tâm dạy nghề trên tỉnh, rồi trung tâm dạy nghề huyện, thứ nhất là chuyển giao tiến bộ khoa học và phòng chống dịch bệnh mà các cái buổi cho các hội viên, thứ hai là mở trực tiếp các lớp để đào tạo nghề cho hội viên. Đấy. Thế thì qua học thì các hộ tức là thứ nhất là nắm bắt được quy trình sản xuất này, thứ hai là phòng dịch được phòng bệnh này, thứ hai là hạch toán được kinh tế trong cái chăm sóc. Các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao ở Lương Tài tuy đã hình thành nhưng khả năng nhân rộng còn nhiều khó khăn bởi trình độ kỹ thuật của người dân ở một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, người dân thiếu vốn để đầu tư trang thiết bị cũng như mở rộng quy mô, thiếu thông tin về thị trường, kinh nghiệm quảng bá sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ BioFlox trong nuôi trồng thủy sản nhằm tạo môi trường an toàn cho cá sinh trưởng phát triển, giảm dịch bệnh, giảm chi phí, tăng năng suất và cho hiệu quả thu nhập cao. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Hải Dương, công nghệ BioFlox giảm ô nhiễm môi trường ao nuôi, giúp cho cá tăng trưởng năng suất tăng từ 1,5 đến 2 lần so với phương pháp nuôi thả không sử dụng công nghệ này. Đặc biệt là những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài, cá rô phi dễ phát sinh dịch bệnh và tỷ lệ chết có khi lên tới 25%. Như khi áp dụng công nghệ BioFlox, tỷ lệ cá chết giảm xuống còn khoảng 5%. Trước đây, công nghệ BioFlox chủ yếu được ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắng. Sau này được ứng dụng sang nuôi thả cá, tạo môi trường ao nuôi an toàn, hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh, phòng trừ bệnh, tạo ra sản phẩm cá sạch an toàn. Toàn tỉnh hiện có hơn 120 ha ao nuôi nội đồng áp dụng công nghệ BioFlox, năng suất cá mỗi vụ đạt khoảng 26 tấn một ha, tăng từ 1,2 đến 1,5 lần so với phương pháp nuôi thả truyền thống. Chi cục Thủy sản tỉnh Hải Dương khuyến khích các hộ nuôi thả thủy sản ứng dụng công nghệ BioFlox nhằm tạo hiệu quả kinh tế cao và cung ứng ra thị trường sản phẩm thủy sản an toàn vệ sinh thực phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.